Rượu mà có ông anh tới đây nữa nè, ông anh bà con Ông anh tên là gì vậy? à, gia đình Nguyễn Tăng đó. À thế ạ. Vâng, xin Bây vâng giờ thì hiện thể ông ở đây thì nếu mà anh mà có mặt thì anh cứ lên chương trình này mình giao lưu gọi là ông coi thôi, ông có dám lên đâu, lên à đây thế chắc ạ. Vâng. anh giờ không, nói chung thì cái đề tài nó rộng quá cho nên vì đó ra mình chỉ nói ngắn gọn về cá nhân mình thôi, chứ Dạ không vâng. có. Tôi thì cái tâm sự của tôi thì tôi đã nói hết rồi, cuộc đời tôi nói hết Dạ. rồi, từ ở tới lớn tôi nói hết rồi rồi, thì các em các cháu này cũng đã nghe rồi. Nhưng mà cái điều này nè, Dạ. thì những người kiều bào ở bên này không ai không không nghĩ về về quê hương cả, nhưng mà mỗi người nghĩ về quê hương một cách khác. Ví dụ như người nào mang cái sự uất ức gì đó thì người ta sự thù hận nó rõ ràng vậy. Ví dụ như người ta uất ức gì thì đi ra đây thù hận, còn những người như bình thường như tụi tôi thì tôi chẳng có thù hận gì, tại vì chủ yếu mình ra đi đi vì những cái năm mình ra đi rất nhiều người Việt mình ra qua đây thì ở đất nước mình có quá khó khăn, nó hẳn là quá khó khăn, vì Đúng bữa rồi. đó đi tìm đường thuộc dạng được như là kinh tế rồi Đúng rồi. không, mà nói thẳng chính trị chính em không mẹ, nhưng mặc dù tôi là ngày xưa là lính Việt Nam Cộng Hòa ở Vâng. đây á, ở đây có anh có anh tôi nè, anh Nguyễn ông Bi Định Nguyễn Tăng đó đã làm chứng cho tôi đó. Nếu mà ông nếu Dạ. mà nói tôi có đi lính là không, là ông giơ tay ông kêu số 1, ê anh Định bỏ bấm số 1 coi tôi có đi lính là không. Tôi với ông anh tôi là ông anh của ông anh của tôi là anh Luân đó là đã mất rồi, anh đó đi 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 thi quân lục chiến. Nói chung là Dạ. cái thời điểm đó thì những cái năm chiến tranh thì không đi không được, cũng phải đi Chúng thôi. dạ. Tất cả mọi người đều phải hiểu rằng nếu tôi ở miền Bắc là tôi phải đi bộ đội, mà tôi ở Đông Nam tôi phải đi lính thôi, chuyện chuyện bình Vâng. thường thôi. Và Anh cầm cho em hỏi là khi anh đi lính ấy, thì là anh đi đến năm 7 năm thì anh cấp bậc như thế nào và anh đi sang bị có sang bậc diện mẹ gì có tôi bất cái hạ sĩ nhất là cha ơi, đụng gì? lính ba toan mà. À, nhưng mà anh đi sang đấy theo cái gì, hoàn cảnh như thế nào, vượt biên hay Em nói sao anh, sao 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 nhắc lại tức là anh sang bên đấy là anh đi theo cái theo dạng gì? dạng dạng ODB, dạng mà bà già bảo lãnh, mẹ bảo À lãnh con. vâng, vâng chứ còn hạ sĩ, hạ sĩ cột quèn Không như tiêu anh chuẩn thì vâng chưa 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 được tiêu chuẩn đi không tiêu chuẩn gì mà có hại HO. vâng chuẩn gì, nhưng có vâng cái điều mình đã trót sanh ra một cái thời chinh chiến loạn lạc rồi, thì mỗi người mỗi mỗi hoàn cảnh, mà cái chuyện đó là chuyện bình thường thôi. Vâng. Nhưng có điều mình đã sống qua tháng từ những năm tháng mà đất nước còn khổ cực nghèo đói, mới cái gì cũng vậy à. Cái sự mà cũng giống như kiểu mà tôi nhắc đi nhắc lại hoài đó, rồi cái ông cái người mà lớn thứ nhì trên chế độ cũ là ông phó tổng thống Nguyễn Cao Kỳ cũng đã từng nói đó, chúng tôi không làm được thì các anh em bên kia làm được, thì bây giờ coi như là mất có mất nước đâu mà đòi lấy lại đại khái là vậy. Dạ. Thì cái chuyện đó là mình phải hiểu vậy, nhưng có những cái thành phần tử là nó cố chấp nó không chịu vậy, nhưng mà làm sao không chịu được, có nghĩa là cái người đầu não của phía bên quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã tuyên bố như vậy rồi thì làm sao mình cả, đúng không? Dạ đúng ạ. Và có cái điều càng ngày thì sau những năm tháng mà ở bên này thì tôi mỗi lần tôi về Việt Nam tôi thấy nó thay đổi quá nhiều, thì tôi mới hiểu ra được một điều là coi như là đất nước mình đang phát triển, chứ nói không phát triển là thằng mấy đó nó xạo. Thì cuộc sống bên Mỹ này thì nó cũng bình thường, nó cũng bền, mỗi ngày nó cũng đi qua rồi. Chúng ta như những người như tôi thì đi qua đây phải đi làm chết mẹ đi chứ đâu có sung sướng gì đâu, có cái đi làm đóng thuế rồi. Năm nay nó thẳng là các con các cháu dưới này đã biết tôi rồi, có nghĩa là tôi đã về hưu rồi, tôi không ngồi làm nữa, và Dạ. mỗi tháng lãnh tiền hưu đó là những cái tiền công sức của mình đã những cái năm 20 năm mình đã làm cho bên hãng Mỹ, thí dụ là Dạ. vậy. Tôi là bình thường thôi thì giờ về hưu tôi lãnh tiền hưu, không xin gì hết, không xin trợ cấp. Tôi là một con người đặc biệt, có nghĩa là từ hồi bắt đầu qua Mỹ tới giờ chưa hề hưởng được một sen một đồng gì mà của sự trợ giúp của chính phủ Mỹ cả. Tôi tự hào nói như vậy, thành ra tôi không có sợ những chuyện mà hưởng trợ cấp hoặc là ăn qua phe, không có, không bao giờ có. Đi qua bên Mỹ có 2 ngày thôi là nó cấm đầu đi làm luôn, cho nên tới cái lúc mà bà về hưu luôn thì Bây giờ là những lương hưu của anh được 1 tháng bao nhiêu ạ?
À, bây giờ tôi được 1.400, 1.500, 1.500 đủ sống rồi, đủ sống cái 1.500 là coi như đủ 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 sinh hoạt. À, và có nghĩa là ở bên Mỹ này thì nó cũng thuộc về cái dạng coi như chật vật đó, cũng riêng cá nhân tôi thì là tôi khỏe là tại vì gia đình con cái rồi thành đạt rồi, cái chuyện đó thì ông nói, nhưng mà nói người độc thân không vợ không con mà dưới 1.500 là sống chật vật đó, tại vì tiền bước nhà rồi không là là đã là mẹ gần bằng số tiền mẹ rồi. Nhưng mà tôi nhưng mà chơi, anh chưa mỏi cái nhà hiện nay anh đang ở thì anh đã trả hết ngân hàng chưa? Dạ còn được mấy, còn thiếu nợ nhưng mà không bao nhiêu còn đấy. Nhà thì đa số những người Việt bên này là hầu như là phải thiếu nợ cái nhà thôi. Cái quan trọng là cái nhà thôi, còn những người khác nữa nếu mà không có phải thiếu nợ về xe cộ, là tiền phải mua xe cộ rồi tiền về điều credit card, tức như là cái tiền xài trước trả sau đó, nhưng mà các người trả ít, cái người mà trả không có thiếu nợ lắm, riêng đặc biệt mình tôi không có thiếu nợ gì hết trơn, chỉ đặc. Bây giờ tôi hỏi bạn chiến quyết nhá, bạn muốn hỏi thì bạn hỏi lưu ly luôn. Ở đây tôi không trả lời chuyện chữ nhân, hôm nay cái chương trình của tôi là thế, đúng không? Còn sau đó bạn ra ngoài bạn hỏi, tôi sẽ nhắc nhở bạn thôi. Xin mời anh, cầm. À, thì đa số những người Việt bên này hoặc không nói chung là người Việt mà tất cả mọi người đều thiếu nợ cả. Người Mỹ nó có câu là phải thiếu nợ, thì cái nó có một cách gì vậy, là nó gọi là credit đó. Credit là cái điểm, số điểm mà tín dụng của người mình, mình càng thiếu nợ chừng nào cái credit nó càng lên chuyện đấy, nó khổ vậy, nó dễ vượt nợ. Nhưng mà người riêng cá nhân tôi thì tôi là sợ nợ, cho nên vì đó tôi không có thiếu nợ. Tiền xe tôi mua tôi trả tiền mặt rồi cũng được. Thì nhà chỉ có nhiều xe quá không có tính đi, mà nhà chỉ còn độc nhất vô vậy là cái chỉ có cái nhà thiếu nợ thôi, còn ngoài ra xe gộ credit card thẻ tín dụng không bao giờ thiếu nợ. Vâng, một tháng này thì là anh trả cái tiền nhà là bao nhiêu, cái nhà anh đang ở? Nhà này bây giờ nếu tôi trả thì khoảng 1.000, 1.400 đến 1.500 một tháng. Một tháng. Cái nhà rộng không anh? Nhưng mà cái nhà, em xin lỗi cho em hỏi, cái nhà anh ở giả sử hiện nay nếu mà mình bán đứt đi thì nó giá trị là bao nhiêu? Giá trị thì cái căn nhà đang ở? Khoảng 250.000. 250.000. Tính trên Việt Nam là cứ khoảng hơn 5 tỷ. Bằng một cái chung cư 80 m², 80 m² ở bên quận 2. Dạ. Mình thấy so sánh như vậy thì cũng hợp thể lắm. Tiền bạc thì không đúng, nhưng mà cái nhà bên này là nhà single house. Single house là cái gì? Single house là một cái nhà giống như cái biệt thự của Việt Nam mình, cái là chung quanh có đất, có cỏ, có hoa, có lại kia. Còn nếu mà cái chung cư thì đúng, mà làm sao mà có được mình hưởng được cái không khí như vậy? Dạ. Từ đó này cái khác nhau, với lại cái bụng miếng nó gì ạ, quá gì ạ, khác biệt xa lắc xa. Mình nói vậy cũng không có đúng, nhưng mà cái trị giá mà lấy tiền ra mà nói, tại vì hiện giờ ở Việt Nam đang phát triển trên ra việc đó, đất đai Việt Nam rất là mắc, rất là mắc, tao hiểu gì đó chứ. Dạ. Nhưng mà nếu mà ở Việt Nam, nếu mà có cất một cái căn biệt thự chung quanh có đất có đai có cỏ có hoa có kia giống như tao khoảng mấy chỗ, gần một mẫu như vậy, thì mày Việt Nam tiền đâu mua cho nổi, đúng không? Dạ đúng rồi. Thì đó, tao không có nói chuyện nhà cửa cuộc sống bên này nữa, nhưng mà riêng cá nhân tao không biết người khác sao, tao không biết, mà riêng cá nhân tao bây giờ tao thuộc về cái dạng kêu phe phải đó. Dạ. Phe phải có nghĩa là lương hưu thì có trả lãnh sẵn rồi, bà xã vẫn còn đi làm, tiền tao thì chi phí lặt vặt, rồi còn bà thì trả tiền nhà, thế thôi là quýt rồi đó. Nhưng bây giờ này có một cái như này, bây giờ ví dụ như là có một người ấy, bây giờ tự nhiên sang Mỹ sống ạ, mà anh bỏ ngay tiền mặt ra 250.000 đô để mua một cái căn nhà như anh được không? Không cần vay ngân hàng có được không? Không được đâu, nó không bắt buộc, nó không cho làm vậy. Yeah. Tôi nói mình cái luật của Mỹ á, cái đó là FBI nó rời gái liền. Mày mua xe thôi, mày cầm 10.000 tiền mặt vô dealer mày mua là đủ có vấn đề rồi. Nó bắt mày phải kê khai, nó đưa một cái form, nó gọi là mày phải kê khai cái số tiền này từ đâu ra. Nếu mày có tiền mặt trên 10.000 đô la, đừng có nói anh chia mấy trăm triệu ngàn, 10.000 đô la, trên 10.000 đô la là đã có chuyện rồi. Nhưng mà em đang ở Việt Nam, em sang mà em mang tiền Việt Nam sang sao? Không được thì mày phải đi mua chi một cái, mày đi một cái đi cái chương trình nó gọi là B5 đúng không? B5 đó thì mày mới làm được cái chuyện đó. Còn bình thường người dân nó gọi thuộc cái dạng thường trú nhân bên này á, những người mà không có quốc tịch á, thì anh phải có khai ra những cái bản lương, anh phải đi làm,
rửa tiền lương đó thì bắt ok nó mới chấp nhận, chứ còn tôi đùng cái mình lấy một cọc tiền mà liền ra đó là đủ nó bắt rồi. Đấy. Cho nên là ở Việt Nam các bạn thấy không, ngay cái chuyện nhà cửa các thứ là bỏ tiền mua phập phát 1 triệu đô la hoặc 500.000 đô la bao nhiêu bỏ tiền mặt luôn cụp sợ đó. Đó thì nếu mà đi cái GBFi là qua bên đó thì được, có nghĩa là khi tôi qua đây tôi thì lấy cái tiền đó thì mua thì ok, còn những người thường trú nhân hợp pháp bên này là đi mua cái đó khó lắm, tại vì nếu mà đưa số tiền quá lớn nó hỏi mày là gì, nó chỉ sợ mình là thuộc về dạng rửa tiền là một nè, thứ hai là buôn bán ma túy nè, đó cái ngành ngựa mới nó khó khăn lắm chứ không có đơn giản đâu. Dạ. Có nhiều cái mình muốn mua mình trả, mình muốn mua mình trả dứt một lần cũng được, nhưng mà không thể nào được là tại vì mình làm vậy là vô tình mình vô nằm trong cái tầm ngắm là, tầm ngắm của đó, nó nghi ngờ mình nó khổ vậy. Có nhiều người ở đây có tiền để dành, những người đi làm nail rồi ta đi làm thì ta dành dùng tiền mặt rất là nhiều, một lần một tuần đi có thể nói là trong nhà ta có thể tiền mặt có thể chứa là mấy chục ngàn, 40-50 ngàn tiền mặt á. Nhưng mà nếu mà buộc cái gì đó người ta cũng phải trả góp, người ta không dám, người ta không dám trồng tiền mặt, cái đó là tránh ra những trường hợp coi giống như là bị FBI nó rời gái đó. Ngày hôm qua kia đó thì thằng Lợi Minh nó đã tuyên, nó nói cái live stream của nó mà nó nói chuyện về nuôi chó, cái con chó không á mày cũng phải đi mua license, phải có bằng, phải có giấy phép rồi phải đi chủng ngừa. Tại nhà tao có chó tao biết mà, nhà con, nhưng mà tao sợ quá, đụng quá tao đưa cho con gái tao đem đi rồi. Nói như vậy cho mày hiểu là cái luật pháp của Mỹ nó rắc rối lắm, mà nó siết chặt lắm, cho nó không có đơn giản như Việt Nam mình. Có nghĩa là một con chó thôi á, đi mua thì cái tiểu sử của con chó nó có cái hồ sơ, rồi đem về với chủng ngừa, rồi phải đăng ký, ôi sao đồ tùm lum, rồi phải đóng tiền bảo hiểm cho nó nữa. Đi không khác cho người sao nói như vậy đó. Cho nên vì chỗ đó mệt mỏi lắm, đủ ở Việt Nam nuôi cỡ nào cũng được, phải re đủ, còn ở đây là mỗi lần nó ra đường hoặc nó đi ỉa đi đái gì ngoài đường là phải mang bao lông đi theo hốt đủ má nhau đâu có dám để người ta mà điều tra người ta thưa là đủ mệt lắm, phiền lắm. Thì nói chung thì cuộc sống tao bên này rất là ấy, nhưng nói một cái khác lần nữa ở đây tao rất là riêng cá nhân tao nha, thì rất là sung sướng. Tao biết cái tình cảm tao rồi, tao và con cái nó có nhà hàng rồi đùm lum la buôn bán bất động sản rồi nó xịt rồi tùm lum nó làm ăn đủ thứ. Thì tao thẻ re tao ăn không rồi, và tao có thể là tao nhậu nó nhẹn được, nhưng mà cái đó có một cái là buồn, mày buồn dễ sợ. Nhớ quê hương, nhớ Việt Nam rồi nhớ đủ thứ, nhớ mà nói chung là vì tự nhiên sao về tuổi càng dài càng nhiều rồi tự nhiên mình nhớ toàn là những nhớ mắm tôm à, pháo rồi tùm lum đó. Nói chung là những cái gì mà quê hương mình nhớ ráo hết trơn rồi, mình ngộ vậy. Mà nhớ một cách thân thiện nha, chứ không phải nhớ một cách thù hằn đó, khổ vậy. Tại vì tao đâu có gì đâu thù hằn, khổ à. Thì cuộc sống hình như tao là vậy thôi, còn mấy người kia tao không biết. Có nhiều người bạn trẻ hoặc là cháu hay trẻ thì nó mới qua hoặc là nó qua thì nó còn quá nhỏ, tôi nó không hiểu gì hết mà sự rồi nó nghe một chiều có sự đầu độc, tại vì mình cũng không trách nó được, tại vì mỗi ngày nhà mỗi cảnh mà. Cha nó ví dụ như cha nó ngày xưa làm trung tá hay là đại tá ví dụ vậy đi ha, rồi lên xe xuống chó ngồi xe ngựa rồi xung xe rồi tự nhiên xong giải phóng vô mất hết rồi, hội nhân họ thù hận thôi, để cái chuyện bình thường có không cái gì. Nhưng có cái điều tao thấy ở Việt Nam bây giờ rất ư là tự do mà tự do đến mức độ quá trớn, tao cứ la làng ở ngoài đó có nghĩa là phải cột kéo lại, nó không phải vậy đâu. Nhưng mà nó khổ nổi là cái người dân mình là cái dân trí, mình nói là nó không phải nói coi được ai nắm nha, dân trí mình còn thấp quá, những người dân thì ra họ không có. Bây giờ nếu mà đã lấy một cái cục mà pháp lý mà nói cái cục về luật pháp ở Mỹ này mà đem về dồn cho Việt Nam một đống là rồi Việt Nam chết hết rồi. Hồi trước em cũng nói rồi, bây giờ ví dụ bọn nó cứ đòi tự do dân chủ tất cả các thứ ở Mỹ, cái bảo riêng luật pháp ở Mỹ mà mang về Việt Nam áp dụng một tháng thì có khi là nhân dân Việt Nam đứng dậy coi như lật đổ Đảng Cộng sản ngay. Vâng. Chết ngắt tiền nổ mà ra đường mà lạng quạng mà ở cái xúi xô xúi xào với mấy cảnh sát Mỹ là đủ nó bắn nát gáo hết đủ mà. Thì tao đã từng nói rồi, tao đã coi, tao đưa cho mày video rồi, tao đã live stream, tao nói không phải live stream, tao đã đưa hết mấy cái hình ảnh mà đủ mới dây là cảnh sát Mỹ là như thế nào mày không có thể nào mà chống cự được á, tại vì ở Mỹ này là luật pháp là tối thượng, mày hiểu không, cái cảnh sát Mỹ này cái quyền của nó rất là lớn, cho nên việc cái đó mày đụng tới đó là mày chết, đụng tới đó là chết. Vâng. Mấy cái thằng xạo, tao nhiều khi tao không muốn nó chửi, nhưng mà đủ nhiều khi mấy cái thằng xạo này nó nói tự do dân chủ, thực chất không tự do dân chủ đâu. Có nghĩa là nó nói cái miệng thôi, nhưng mà ở đâu cũng vậy, tự do dân chủ ở trong khuôn khổ cho phép.
rồi. Chứ phải tự nhiên muốn làm thì làm đâu, mày không có Nó, được quyền. vâng, nó phù hợp với này, cái điều kiện của một cái đất nước, cho người ta coi như là đề ra cái luật pháp nó như thế nào. Bây giờ em nói anh là ví dụ ở Việt Nam chẳng hạn, các anh thấy công an ra đường có ông nào mang súng không? Thì đúng Không rồi, mang súng. Vâng. mỗi cái đất Vâng. nước nó văn Vâng. hóa. Bởi vậy tụi Vâng. nó nói, tao hay nói hoài, tôi nói mày mày không hiểu gì Việt Nam cả. Cũng giống như cái thằng mấy cái thằng mà đại khái nhỏ nhỏ bên này nó có tư tưởng chống cộng thì tao mới hỏi này, đủ mày có hiểu không? Bữa nào mày mời Donald Trump mà ăn được mắm tôm thì mới chuyện nói chuyện mới nói gì văn hóa Việt Nam được. Đủ mà nếu ăn được mắm tôm mà mày đặt xào xạo không? Tại vì dân tộc Mỹ, dân tộc Việt Nam hai cái văn hóa nó khác nhau xà lắc xà lơ. Ê, tôi kể cho mày nghe, nhà tao làm nhà hàng, mày cũng đã biết, hai vợ chồng thằng Mỹ vô trong ăn ăn xong cuối cùng ra rượu má, bây giờ coi thằng chồng nó hỏi giờ mày trả hay tao trả, rượu má văn hóa Việt Nam rượu đó, rượu văn hóa Việt Nam bị có chuyện vợ chồng đi ăn mà phải để vợ trả nữa, mình trả nữa bao giờ đâu, rượu Mỹ có đó, rượu nó khỏi rừng thậm chí vậy nữa. Nó có nhiều cái mà bậc hai đây nhiều khi thấy nó hơi kỳ kỳ, nhưng mà nó thẳng ra hai ba mình theo định nghĩa Việt Nam mình, ví dụ như hai đứa mặc dù là không kết hôn nha, không kết hôn nhưng mà ăn ở nhau có hai ba mặt con nha, Đúng rồi. ở Việt Nam là vô hình chung là hình như là nó hợp pháp thuộc cái dạng gọi là kêu như là vợ chồng rồi, nhưng ở Mỹ thì không nha, ở chung một nhà ba đứa con, nhưng hôm đó con vợ nó dẫn cái thằng tình nhân nó về nó chơi trước mặt chồng nó, đủ mà thằng chồng không được quyền nói, là bởi vì sao, mày với tao chưa kết hôn là cũng giống như bạn bè, cái Đúng đồ má nó rồi. chạy Đúng rồi, chết. đồ về Việt Nam là nó bính đủ nó giết liền, nó đâm nó ruột rủ, ruột liền. Ở Mỹ không có đâu, đủ Mỹ là mày chỉ là boyfriend thôi, mày chỉ là bạn bè thôi, mặc dù là mày có con với tao thiệt, nhưng mà mày không, mày tao có quyền đưa. Trừ rồi khi nào mày kết hôn có với ông Tú mày mới là quyền là chồng tao, đủ nó Vâng. kỳ không, mày hỏi mấy không tin mày hỏi mấy cái đứa nào như là mấy cái thằng dắt sinh gì đó đủ mà mở đúng hay không, nó kỳ cục vậy đó. Ra vì cái chỗ đó ra mình đang cái văn hóa hai nước mỗi khác, cái thằng Mỹ ra được gặp bồ nó giữa đường giữa sáng nó có thể nó hôn đủ hôn môi hôn đồ trước mặt dù đám đông bình thường, đối với nó chuyện bình thường thôi, nhưng Việt Nam mình đủ khác, ai mà làm kỳ cục vậy phải không? Thì để nói cho cùng thì mỗi người mỗi cảnh, thì riêng cá nhân tao thì tao nói một cách khác là tao phè phỡn lắm, nhưng mà tao với cái trong mong ngày nào đó tao về Việt Nam tao chơi à, đủ đại khái vậy. Tao bây giờ tao cứ ước một, tao nói mãi hoài, tao nói thôi. Anh Phạm mời đây một lát nữa mình mà mời lên nhé. Hôm nay là chương trình về Việt Kiều mà. Em hỏi anh có một cái câu chuyện như thế này. Cái văn hóa của Việt Nam mình ấy, tức là bà con Việt Kiều của mình ở sống ở bên hải ngoại chẳng hạn, thì có một cái này, ví dụ là hai vợ chồng đánh nhau đúng không, thì nói chung là nhiều khi là bà vợ bà ấy đi báo cảnh sát để mà coi như phạt tiền hoặc là bắt bỏ tù cái ông chồng. Nhưng mà văn hóa của Việt Nam mình ấy, thì nhiều bà con Việt Kiều vẫn cứ mang sang bên đấy, tức là tiền tiêu chung anh hiểu không, của cả gia đình chứ cũng không phân biệt là à, tiền đây là tiền của bà vợ mà tiền này là tiền của ông chồng. Nhưng mà ví dụ khi hai vợ chồng ông chồng có đánh bà vợ cái mà bà vợ đi báo cảnh sát cái thì nó phạt tiền ông chồng, thì vô hình dung là nó tiền là tiền chung mà. Đấy thì nhiều khi mấy bà vợ bà cũng không dám đi báo, có chuyện thế không? Có chứ, có Vâng. hết chứ. Ừ, nhưng mà nó khổ rõ cái chuyện đó nó hơi nó xảy ra rất là nhiều. Tại vì ở đây á, nó có cái từ nó gọi là lady first, có nghĩa là người đàn bà là trên hết. Cho nên vì chỗ đó khi đụng chạm tới đàn bà rất là mệt. Dạ. Có nghĩa là khi em đụng chạm tới đàn bà, nếu mà nó gọi bắt phone á, là nó gọi cho bullet là đủ, mà coi như đó là tiêu tùng rồi, đủ má đưa nó còng liền, đủ má đầu đầu tiên lại vô nó còng trước, bỏ lại Dạ. xe trước, ông mới gọi nó mới hỏi con nhỏ đó. Cơ sự làm sao làm bản tường trình cái program, nó gọi làm cái bản báo cáo rồi xong rồi ra đủ má nó vô nhốt ông đó à, nhốt ông đó xong rồi á, nếu mà con nhỏ này mà nó chưa tha thứ á, đủ má nó bắt con kia không về được quyền về nhà, phải tới kiếm ở đâu khác á, hoặc kiếm ở một bên nào mướn khác rồi không, và nó cấm nhỏ nó có nghĩa là nó cấm tới gần con nhỏ nó bao nhiêu da nữa, bao nhiêu da là bao nhiêu mét tiếng da da là bà thước á, rồi đơn vị đo lường của Mỹ đó, nó có thể là vậy đó, không được quyền tới gần nhỏ này nữa, trừ trường hợp nhỏ này mà ký một cái đơn gọi là bãi nại cho anh này về thì này mới được về. Rượu má mới cũng rượu má, người đàn ông bên Mỹ là khổ lắm tao nói mày rồi à, nói chung thì những người đàn bà Việt Nam mình cũng đa số cũng thương chồng, đa số những người bị ức hiếp hoặc là bị đánh thì nhiều khi người ta cũng không có gọi, nó thẳng là vậy, trong bà trong nhà dạy bảo nhau, nhưng mà người đàn ông bên Mỹ này vừa đánh có thể là tát bạt tay nhưng mà cũng vừa sợ,
Đã rung đó, đã rung á, rung á, nó không gọi là chết mẹ liền á. Bởi vì ra nhiều khi cái tình trạng mà coi như là mà bạo hành gia đình ở bên Mỹ này ít, tại vì nó sợ luật, hiểu không? Sợ luật. Cho nên cái sợ ở đây cái người mà xâm nhập vào cái đất nước Mỹ này ai cũng sợ luật cả. À, từ chỗ mà riết rồi nó thành ra một cái luật, có nghĩa là luật ngầm. Ví dụ như người mới qua đi chợ đi, ví dụ như trong chợ Mỹ lúc nào cũng có một cái cửa là in và out. Nhưng mình đâu biết, mới Việt Nam mới qua cứ đam mê thấy cái cửa mở ra là chung vô, đồ mới đi lộn đi, cái cửa out thì đi vô, cửa ra thì đi vô, mà cửa vô thì đi ra, ví dụ là vậy đi. Thì trong đó nó không bắt mày đâu, nhưng mà nó có mấy cái thằng security á, nó nào đứng ở cửa nó gác á. Đồ nó dòm mình giống như chữ đồ quái vật vậy, đồ nó dòm rôm rôm nè, đồ nó làm mình ngán, đồ má tự nhiên mình giật mình, nó ủa lộn ta, mình dòm bước lên mà biết được. Có nghe là con người ta, cái bản chất của người ta, những người nhập cư á, người như tao, những người khác giống cái là không phải là dân tộc Mỹ, đúng là bản địa đó, thì đủ mà lúc nào đi qua cũng có tầm đầu tiên á nha. Bây giờ thì đéo sợ rồi, nhưng mà cách những cái đây mấy chục năm về trước á, mà đi qua đầu tiên á nha, là đủ mà là sợ, cái gì cũng sợ chứ á, thậm chí là mặt ngộ lắm. Người Việt Nam mình hay hù người Việt Nam, Mỹ thì nếu hù người Việt Nam đủ má mày cắt cuốc ngoài đường là nó bắt nó phạt mày, đủ má tôi gắt cuốc ngoài đường mà bắt nó phạt thì sao lại không, mà cũng sợ nữa, cũng nghe lời nó, đủ má giấu trong xe hô rình là đủ mà gạt nó thuốc trong xe. Đủ tào lao đủ, sau này biết cặt tao sợ gì đó gì đủ má, tôi gạt cuốc. Nói chung là đủ má, người Việt mà nó xấu cho đủ má, hay thấy người ta không biết ta sợ cái hù thêm mệt lắm rồi. Nhưng mà giờ biết rồi mới được. À, cái gì đó thì bởi vì tôi nói, nói về một cách khác nữa thì ta Tâm đã từng nói hoài, cái luật pháp bên Mỹ này nó rất là nghiêm ngặt và rất là khắt khe, cho nên vì chỗ đó đó, cái người Việt mình ở Việt Nam mình, nếu mà so sánh về đề tự do thì Việt Nam mình quá tự do. Nó thậm chí nhiều khi mày ăn nhậu, mày mua bia về nhà ở trước nhà mày đó, mà trải cái bàn ra xong bạn bè ngồi chén chú chén ăn ở Việt Nam thì đâu có sao đâu, bình thường trong sân nhà mày mà, mày đóng cái cổng lại mày có nhậu đó. Nhưng mà ở Mỹ là đủ mới bắt chết mẹ luôn. Không nhậu nhậu về hè được ấy anh. Ở nhà mày không vâng. Được quyền nhậu. Không nhưng mà đây nhậu về hè, ví dụ như này, em thấy có một trường hợp này em thấy cũng rất vui mà rất hay. Thế khi mà cái hầm Thủ Thiêm mới khánh thành ấy, thế ở bên kia quận 2 thì rất là mát, anh hiểu không? Chứ những cái ngày ở Sài Gòn nóng, thế là thanh niên ấy, người ta bắt đầu sang cái vỉa hè vì là ở đó rất rộng, thế trải áo mưa các thứ ra, bày đồ nhậu ra, công nhậu mà rất là đông nhá. Mà em thấy cái cảnh nó rất là vui, mà cuối cùng công an người ta không đuổi, vì là đấy là những cái kiểu là những người dân, người ta vừa ra đến người ta hóng mát, lại vừa nhậu nhẹt tất cả, xong ví dụ mình thu dọn tất cả các đồ lại mình cho thùng rác, thì em thấy những nhìn những cái cảnh như thế này quá gì khác, cái văn hóa của Mỹ nó khác, cho nên là không thể đồng được, không có thể nào mà ở Mỹ rồi lại thấy bắt buộc Việt Nam mà theo Mỹ, như vậy là không có đúng. Bởi tôi nói mày rồi, nó khổ nổi với lại nó có nhiều cái vấn đề á. Ở Mỹ này là văn hóa của Mỹ, tất nhiên là nó ở khu tập trung, có nghĩa là gì nè, nhà thì ở riêng biệt, nhưng mà chỗ khu mua bán gọi là mo nó là ở chỗ khác, nó không phải có nghĩa là Việt Nam mình là nhà làm chủ, cái nhà của anh chính là cái nơi kinh doanh luôn. Còn ở Mỹ thì không có cái vụ đó, anh muốn kinh doanh anh phải tới một cái khu để đặc biệt. Cái thằng anh xin lỗi em nói cho cái thằng Khánh Bùi biết này, bây giờ nhậu ở trong nhà ở Mỹ cũng thế thôi, cũng nhậu thoải mái thôi, đâu có gì đâu. Ví dụ đây trong như nhà, mình nhỏ nhậu ở ngoài vỉa hè đang nói cái thằng ngu à, biết à, đây đang nói nhậu ngoài vỉa hè ở Mỹ ấy, có được không? Chứ ở trong nhà thì mình nhậu thoải mái, nhưng mà ông nhậu xong ví dụ ông ra đường ông lái xe ô tô hoặc như này khác, coi như là bên police người ta bắt được chẳng hạn, thì người ta kiểu là ở bên Mỹ thì theo em biết được là cái tội mà lái xe ấy, mà có hơi men ấy, thì khi người ta đo thì nó xử phạt rất là nặng lắm, tại vì nó ghét từ tội hình sự đó, nó ghét từ tội hình sự đúng không? Tại vì mày chưa xảy ra câu chuyện mà đang trước rồi, nếu mày lái xe ở trên freeway mày sẽ làm tai nạn xảy ra, mà cái tai nạn xảy ra nó có thể chết người, cho nên nó phạt mày là phạt tội hình sự đó, ghê gớm lắm, và treo bằng mày là mấy 6 tháng lận. Cho nên vì cái đó là rất là nguy hiểm nếu mà nhậu nhẹt ở bên Mỹ. Bởi ta không, ở Việt Nam mình nó ngộ lắm, mày nhậu nhẹt mày có thể mình lái xe mình chạy về tay không ăn, nhưng mà ở Mỹ là chết ngay. Vâng, em trả lời anh, xin lỗi anh, em trả lời trong Ngon Thủy Tiên Nguyễn đấy, nó nghĩ là những người Việt Nam coi như này chưa được ra nước ngoài
hiện nay cái kinh tế Việt Nam phát triển rồi, những người Việt Nam ví dụ người ta ít, ví dụ người ta sang Mỹ người du lịch thì cũng nhiều rồi, ý là đi mấy nước Đông Nam Á này thì rất là rẻ. Bây giờ ví dụ như cỡ khoảng đi Singapore chẳng hạn 3 triệu đồng là có khả năng là đi sinh coi như là du lịch được 2-3 ngày rồi đấy. Còn trường hợp nhá, nói con Thủy Tiên Nguyễn một biết một điều như này, tao là thằng kỹ sư hàng hải, tao đi nước ngoài hơn mày rất nhiều đấy, chỉ nói cho nó biết thôi. Vâng, xin mời anh Cầm. Tao nói cho mày nghe điều về cái luật giao thông bên Mỹ này rất là gắt, mà bây giờ thì sắp sửa tới nữa là ở Cali thì tao nói nó mới nghe cách năm ngoái này, chứ mấy năm nay nó có một cái thông báo mới rồi sửa đổi luật á, nó phạt gắt gao lắm, lái xe có rượu tùm lum tà la, vượt đèn đỏ, nói chung là không mở đèn nó cũng bị, nói chung cái gì nó cũng bị, chứ tại vừa luật giao thông là rất là gắt gao. Rồi thì cái chuyện đó thì nói một cách khác hơn nữa thì mình sống ở đây quen rồi, thì về Việt Nam thấy nói về tình hình trật tự giao thông Việt Nam mình rất ư là hồi xưa tới về tao bây giờ không biết, xưa tới về đồ thanh niên rồi đủ, nó chạy ẩu chạy tả và không có tuân thủ sang một cái quy chế nào, trên tòa đèn đỏ nó cũng chạy luôn. Rồi nói chung bây giờ nó cũng đỡ thì nhưng mà nói chung vẫn còn lộn xộn lắm. Rồi tao khổ bởi vì nhiều khi tao thấy tôi bức xúc, và từ đó có nghĩa là nó quá lộng, có nghĩa là tự do mà tự do nó quá trớn đi, cho nên bây giờ nhưng mà đối với người Việt Nam mình mà nếu mà cảnh sát mà làm luật theo như bên Mỹ thì nó không có khả thi. Yeah. Tại vì ngày xưa cái đó cũng phải từ từ thôi, chứ còn nếu mà làm đùng cái bữa điều bữa nay ra sức lực ngày mai thực hay liền thì cũng không đúng. Tại vì người quen mình, cái người Việt Nam mình nó tính hay buông thả và rộng rãi, thành ra bị đó là không thể nào quản lý theo kiểu của Mỹ được. Chứ cũng giống như kiểu như bên Mỹ này tôi chưa thấy ai mà ở trần mình đi lái xe cả. Việt Nam mình tỉnh bơ bọn mình xà lõn ở trần lái xe chạy dù dù, má cái Mỹ đâu có, chưa đâu có vụ đó, nó phạt chết mẹ luôn, nó phạm được cái tội nó gọi là gì ta, công suất tu sĩ á, có nghĩa là làm ảnh hưởng. Nói chung là bên Mỹ này rất là ư là nhiều luật, nó là thuộc cả hàng triệu luật, hàng nhiều lắm. Thứ thực tế là cái chuyện mà cái kiểu mình mặc quần xà lõn á mà mình cởi trần mà mình lái mình đi xe máy, đây em chưa nói chuyện ô tô, đi xe máy ra đường thì ngày xưa em nhớ cũng có một cái luật người ta phạt, nhưng mà nói chung là thấy nó là lượng nhiều thôi. Quá. Vâng. Đâu. Vâng. Dạ. Phạt gì đâu? Đâu không đi phạt anh ạ. Mà em nhớ là em đọc đã có cái luật đấy rồi. Thực tế ra là cái ý thức của người dân ấy, anh ạ. Bây giờ ví dụ là mình không, nó như là cái chuyện mà chống tham nhũng vậy. Nó không thể là, vâng, làm một cái ảo ạt được. Ví dụ cái người dân, ý thức của người dân nó cao, càng ngày càng cao lên thì nói chung thì những chuyện nó đỡ đi, mà em thấy nó cũng đỡ dần dần đấy. Nhưng mà nói chung là vẫn còn cái nhiều cái bất cập ở trong cái chuyện mà đó đó. Vâng. Cái bây giờ thì tao nó hẳn là cái xã hội Việt Nam mình thì đời sống nó văn minh, nó càng ngày càng tiến bộ. Có nghĩa là khi năm ngoái tao về đó, nhà nó một cái khác nha, nó một cái khác, nó có nói mình chung chung thì con cháu tao mà có đứa nào có nhà riêng, nhà nào cũng có máy lạnh cả. Đó, thì nói chung rồi nhà nào cũng có cái computer cả, mà cũng là thứ giữ lớp laptop được không, mà nó đi học nó còn cơm theo nữa đó. Và những cái sự mà con cái mình giờ là lớp trẻ sau này thanh niên rồi sử dụng cái rồi qua đi là chắc chắn đây thôi. Cho nên vì cái đó anh ta thấy là cuộc sống ở Việt Nam mà nó chỉ có một cái điều mà bây giờ tao vẫn đang, tao hồi xưa tới giờ tao vẫn nói mày rồi, có nghĩa là cái sự cái trật tự xã hội nó vẫn còn hỗn độn quá. Vâng. Nó hỗn độn mà nổi nhất là xe cộ này cái kia rồi. Vâng. Cũng còn rồi. Sao tao phải? Đâu về bên tao đâu có dám lấy xe đâu, năm ngoái tháng 11 tao về tao đâu có dám lấy xe đâu, xe thì nhà thiếu gì mà không dám. Không sao mà không bao giờ các anh dám chạy ở đường Việt Nam. Mà ví dụ như bọn em đã có bằng lái xe ở Việt Nam rồi thì em nghĩ rằng em chạy toàn thế giới được. Thì đúng rồi, tao nói rồi, đủ chạy thấy ghê quá, chạy gì mà cái đầu xe mà cái đít xe Honda với cái xe hơi đủ mà nó có cần tắt hay tắt rồi ớt lạnh xong. Ở bên Mỹ này đâu có trường hợp đó, đủ mà thằng cháu tao, thằng Vũ nó nói bác muốn lái xe không, bác lái đi. Tôi nói trời, đụng tao lái cho tao cán, mẹ nó hết ráo quá rồi. Thôi vậy đó, nói chung là đó, cái trật tự giao thông Việt Nam mình vẫn còn, bởi vì cái tai nạn giao thông ở Việt Nam mình nó lớn, đứng này là lý do tại sao là vẫn ngang nhiên, mà người Việt Nam mình nó không có cái ý thức. Ở nhà bà vợ tao là cái nhà bên, tao nói mẹ ở Thủ Đức á, gần đối diện với cái xa lộ, hồi xưa gọi là gì, xa lộ gì đó, xa lộ Đại Hàng. Đúng rồi, xa lộ Đại Hàng. Ngày nào cũng xảy ra tai nạn.
Vâng. Cái là con đường nó sờ thường xuyên, ngày nào cũng thấy tai nạn. Bây giờ thì đỡ anh ạ. Cái bây giờ tức là cái làn xe máy và cái làn ô tô người ta cách rời nhau ra thì cái chuyện đấy nó đỡ rồi. Nhưng Việt Nam kiểu cái vấn đề hiện nay là cái xe máy còn nhiều quá. Thành cùng nó cũng rồi, cũng rất là khó. Cái đó thì cũng không trách, với điều kiện là xe máy nhưng mà người ta tuân thủ luật lệ giao thông thì không nói làm cái gì. Tại vì tao dùm tao biết mà, tao biết xe tải cái đường đó là xe tải rất là nhiều, mà xe bồn là đủ thứ loại xe lớn xe tải đâu, nó có cái plan riêng ngoài cùng phía bên tay trái để cho những cái loại xe ấy đi. Vâng. Mà vẫn có những người đủ đi xe không đa vẫn chạy cái lane đó, vâng. Chạy ngang chạy vẫn là dạng giống kiểu như là thách thức gì đó, đủ lúc mà nó cán chết rồi lúc nào mà la trời. Rồi chưa, cái con đường đó nó có một cái rãnh rồi, ở giữa, Bùi có thịnh chờ xíu xíu. Có một cái hàng rào, nó có một cái hàng rào bằng sắt nha. Người dân ở hai bên đường đó đủ má lấy tối lấy cưa ra đục một lỗ bự tổ mẹ vậy đó, chung ba cho nó tại đợi đục cưa luôn. Khó. Đúng. Đó. Tao nói rồi, tao nói thiệt mày, đủ má, người Việt Nam mình lộng hành lắm, nó thẳng là lộng hành lắm và có thể là bất tuân luật pháp cũng là coi luật pháp không ra gì. Bởi vậy tao gì cái bởi tao gì với tao buồn buồn tao không nói, tao nói giỡn chơi rồi cho tao làm thủ tướng chứ thiệt tình mà đủ khổ. Nói rồi chờ lại Minh. Việt Nam mình là lì như trâu á đủ. Cái rồi hở hay cái nói rồi mà có một câu từ rất là vui lắm, kể cha tao tao làm gì kể cha tao mà âm mắc mới gì mày nói rồi xong đủ mắc coi như vậy khổ vậy đó. À, thì anh có những cái điều vậy thì anh cũng muốn hỏi gì nữa không? Thì bây giờ là bây giờ nó hỏi bây giờ anh là bây giờ ví dụ anh ở đấy cái khu đấy có đông những cái bà con kiều bào mình ở cái khu anh không? Ở ở ở cái khu anh ở thì không có người Việt, nhưng mà có chứ không phải là không có, nhưng mà xa 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 lắm, đi xe lái xe cũng vài chục cây số, với lại cái xứ cái bang của anh là bang lạnh, bang lạnh dạ. Nhất nước Mỹ. Vâng. Cho nên đó thành ra những người Việt mình á, hồi xưa ta chịu lạnh không có được, trời. Cho nên bị ta đi mua qua những cái chỗ ấm, miền băng ấm như hạn là từ ở Cali, San Jose thì ở, thì bởi vì nó tập hợp với nó mới đông. Còn ở những cái chỗ vâng. Việt thì lại ngược lại họ không có tới dám tới, thì tại vì những người Việt Nam mình mà chịu lạnh không dở không có được thì người ta không muốn ở bang này. Dạ. Có một điều nữa em muốn hỏi anh là bây giờ này ví dụ như em là cũng là cái người gọi là ở ngoài Bắc mà em sống ở trong thành phố Hồ Chí Minh hơn 30 năm này rồi, thì ở thành phố Hồ Chí Minh ví dụ như ở cái tuổi chưa gọi là trung niên như bọn em thì bọn em có những cái sinh hoạt ví dụ bạn bè mà ở ngoài xã hội thì mình không nói, nhưng có sinh hoạt ví dụ như như kiểu bọn anh ấy, là bọn em có những hội đồng hương của tỉnh của huyện của xã, vâng, có cái hội ví dụ là học ví dụ có một số người hội đồng ngũ này, tại thành phố Hồ Chí Minh này, hoặc là những cái hội mà ví dụ bọn em học đại học có hội đại học học sinh cùng đại học mà hiện nay ở cái khu vực phía Nam này, hoặc là cái hội mà học sinh lớp 10 ngày xưa học cùng với nhau ấy, tức ngày xưa là mình lớp 12 ấy, bây giờ lớp 12 ấy. Tức là hội học sinh cùng trường này, cùng khóa này, tức là nó rất nhiều cái hội hè để cho bọn em coi như có cái sinh hoạt về cái những cái gọi là cái vấn đề tinh thần thôi anh ạ. Đấy thì nó rất là hay. Ví dụ như bây giờ bọn anh là những cái kiều bào xa quê thì ở cái thành phố anh, thì anh có tham gia một cái hội nào không? Anh thì đặc biệt anh không có hội hè hội nhớ mà có không có tiếp xúc với cộng đồng luôn. Anh đặc biệt người anh bị tại sao anh từng nói rồi, anh nói là cái người Việt Nam mình nói thì người ta giận, nhưng mà thực chất là phải vậy. Người Việt Nam mà ở nước ngoài họ cũng xấu tánh lắm chứ không phải là cái chuyện mình ấy đâu. Với lại điểm nhất cái điểm gì ở đây ở Mỹ này là ở bên Cali thì theo tao thấy thì rất là nhiều hội hội đồng hương, hội những hội đồng hương ở bên bên Cali nhiều lắm. Ví dụ như họ ở Long Yên rồi đó chạy khác, nhưng mà theo tao nghĩ là chuyện của họ. Anh thì cũng không có quan hệ và cũng không tiếp xúc với nó, thành ra mình cũng không biết, nhưng mà đã có hội có hội anh nghĩ chắc có lẽ cũng có người ta sinh hoạt đó. Tại đó là vì những người mà xa xứ hội với nhau để mà kể những cái chuyện kỷ niệm này, cái chuyện ghê, những cái chuyện vui vẻ là cái chuyện đó nó đáng là quan hô quan linh thôi chứ đâu có cái gì đâu. Nhưng mà đặc biệt ở bên tiểu bang này thì không thấy, tại vì ở đây thì ít người quá, ít quá, thế cũng buồn quá nhỉ, đúng không? Ví dụ như anh chẳng hạn là bây giờ anh ấy đã về anh nghỉ rồi thì suốt ngày quanh quẩn ở nhà với cháu chắc cái thuật thỉnh thoảng đi siêu thị siêu chiếc tí thôi, còn cái ví dụ mình tiếp xúc với bạn bè mà cùng trang lứa chẳng hạn thì nó cũng cũng có địa bang này có một vài người bạn đời quân ngũ của anh như là anh Cường đồ đây, nhưng mà nó khổ cái là mỗi người có hoàn cảnh ở bên Mỹ này coi như vậy chứ cái thời gian không có
có nghĩa là lúc nào cũng bẩn thật, không coi con coi cháu thì cũng này, không quấn quýt, không đi đâu được hết cả. Tao muốn đi xuống ông tôi chơi cũng không được, mà ông xuống ông xuống tao chơi cũng không được. Có nghĩa là cái thời gian, cái quỹ thời gian nó không có, thấy không? Coi như vậy chứ thực tế không có. Ở tiểu bang của anh ấy cũng ít người Việt, nhưng mà có cái hội chống cộng không? Ở đây thì theo tao nghĩ chắc ở đâu là cũng có, nhưng mà ở đây tao không thấy lên, không có bùng nổ, cũng không có gì, thấy ai cũng vậy, thậm chí cộng đồng người Việt bên này cũng chẳng ai quan tâm nữa. Cái tiểu bang này đặc biệt, tại ở thứ nhất là cái cộng đồng người Việt mình nó nhỏ, ở đây nó nhỏ, đích ngược, cho nên vì đó nhiều khi không thấy, hoặc có thấy chăng nữa tao không biết, tại vì tao đâu đi đâu đâu tao không biết. Nói chung là em chỉ muốn hỏi về cái gọi là cái thực tế thôi, chứ còn bây giờ ví dụ anh ở bên đấy anh cứ nói ở bên Cali cái liếc thì nó cũng có đấy, cái Cali hoặc nhất là cái vùng mà đông người Việt đó. Vâng, báo đài nó cũng nói hoài chứ, nhưng mà hội đồng hương ở bên Cali nhiều lắm, có là Long Xuyên rồi Đà Lạt, nói chung là hội học sinh chua cái gì đó, Phan Chu Trinh gì tùm lum đó thì cũng có, nhưng mà ở đây thì không có, ở chỗ tiểu bang anh thì không có, tại vì ở bang này nói cả một cách khác nữa thì cái cộng đồng người Việt mày có nhưng mà ít quá. Không phải. Nhưng mà cho em hỏi ví dụ những cái hội mà ví dụ như hội đồng hương, ví dụ em nó hỏi bên Cali thôi, cái vùng mà đông người Việt người ta ở, thì những hội ví dụ đồng hương, ví dụ Long Xuyên hoặc cái hội đấy, mà cùng quân ngũ các anh ấy, thì cái hội đấy có hội nào mà không chống cộng, hay là toàn những hội đấy lập ra là cũng có một tí chống cộng? Người lớn tuổi thì hầu như ông nào cũng đấy cũng chống cộng cả, mà ông đấy chống cộng theo kiểu ý thức, có nghĩa là chống là chống vậy thôi, miệng nói thôi chứ không có làm, mẹ dân trời được tha giữa người như vậy lớn tuổi không à, chứ không có nào nhỏ tuổi, tại vì họ buồn quá họ lập, có nghĩa là sống bên này họ buồn cho nên họ lập những cái hội nhóm như vậy để mà nói tán gẫu về chuyện ngày xưa thôi, nhưng mà ra đâu ông nào cũng đấy 70-80 tuổi không à, đâu có ông nào trẻ. Thì đa số những người đó thì đều là chống cộng cả, nhưng mà chống cả cái này chống cộng đây là chống cộng tâm tiềm thức, có nghĩa là hồi kể đi hồi xưa tao đi lính này mày đi lính kia rồi đủ đại khái là kể những kỷ niệm vậy thôi, thực chất không có làm con mẹ gì hết, nhưng mà có, nhưng mà cũng có những người ta không chống cộng, hoặc là ta nghĩ lại đại khái là ta nghĩ tao về chống làm con mẹ nữa luôn, bây giờ này mày chống con chạy chứ chống gì nữa, thì như tao thì thôi, thì ta không có lý do gì để tao chống cả. Nhưng mà cũng nó cũng có một cái khổ như thế này, ví dụ như ở ví dụ theo em nghĩ ở cái khu mà đông người Việt ấy, mà những cái hội đấy người ta chống cộng chẳng hạn, ví dụ như các anh là những người yêu nước mà các anh không muốn chống cộng, mà coi như cái trò chống cộng là cái trò mà chúng nó làm trò trẻ con, mà bây giờ anh mà không muốn kiểu là mình không tham gia một cái hội đấy thì mình ở nhà mình cũng buồn, mà tham gia một cái hội đấy thì mình không muốn, thực tế là nó không muốn đó, thì là anh không có, vâng, có nhiều người cũng có, thì ra ví dụ như bên này có cái Minister này nó gọi là cái gì ta cộng cái cộng đồng người Việt ở trên Singapore kìa, nó có cái trụ sở đó, đủ những người mà già thì lên đó buổi chiều thứ bảy rồi đại khái thì cũng quấn cờ quấn đồ, mấy ông già bà già đúng rồi, nhưng mà họ chỉ ngồi đó chơi cờ tướng rồi trong đó thì thôi hết giờ rồi thôi, nhưng mà cái đó chỉ nó không có nói lên được điều gì, và tới những người đó là những người quá lớn tuổi rồi, cỡ tao tôi lên không 70-80 tuổi không, không có nào nhỏ ai nhỏ cả. Thì còn cái loại mà nó còn mà những người nào mà chống cộng theo kiểu giống như kiểu như tầm bậy tầm tạ thì nó, hầu như tao không thấy ở tiểu bang này tiểu bang khác không à, như đa số là ở Cali với San Jose, chứ còn mà đây tao thấy ít người nào chống cộng, có chống cộng chứ không phải, nhưng mà họ chỉ chống cộng bằng miệng thôi. Dạ. Thí dụ cái thực tế không có làm mẹ gì hết. Vâng. Tao nghĩ sao trên đời mỗi người mỗi chứ không có biết được cái đó, có nhiều người nói người ta nghĩ chứ tại sao cộng sản lại làm vậy, nhưng mà ta không có lý do gì khổ cái, thôi tại cái chuyện chuyện của họ, chống hay là không chống quyền của họ, còn mình chống không chống quyền của mình thôi, miễn sao về nước giếng không phạm nước sông, tao ở nhà tao về cái chía rồi thì được rồi, khổ tại vì tao đã từng nói rồi, đừng có tao đây tao ngại có nghĩa là va chạm với cái đám người Việt đây, bởi ta từng nói rồi, có những người Việt đây họ là người Việt mà họ là không chấp nhận người Việt, ai hỏi họ họ nói người Philippines, người Tân Gia, người đại gì đâu á, chứ không có phải là người Việt là vậy. Đó là cái sự em thấy là nói chung là nhiều khi em nói cũng ít một cái tộc người Việt nào mà sống mà cái có cái sự nó mất đoàn kết như thế, mà chẳng qua là ba cái trò chống cộng quả mấy cái ông mà gọi như ngày xưa 43 năm nay rồi,
đất nước Việt Nam đang đổi mới từng ngày từng tháng. Thì nói chung là bây giờ các ông cũng thực tế là các ông không thể nào mà coi như lật đổ Đảng Cộng sản được. Thì Đảng Cộng sản ơi, hiện vâng, hiện nay rất mạnh rồi. Vâng. Cái tâm khác cái này. Ngày xưa rồi bùi cũng thể chờ đi. Có quân đội. Dạ. Có xe tăng, có thiết giáp, có máy bay, có quân lực. Có đầy đủ cả, thậm chí có nhân dân, có đất, có đai, có đầy đủ nhân tài cả một thể chế. Đã vậy còn kéo thêm một đám quân của nước ngoài vô nữa. Còn không làm được cái gì trên trời. Mà giờ đấu vỗ miệng thì đó là con mẹ người ta nói cho các bạn. Đủ nói vậy mà đủ nhiều khi đủ mày thì đủ má theo cộng sản đủ mà cũng chửi tổng rồi chứ đủ có nghĩa là đủ ở đây hồi là chống cộng miệng biết không đủ chứ không có làm con mẹ gì hết rồi khổ vậy biết vậy thì chống làm con mẹ gì để đầu óc thanh thản để gần chết rồi gần xuống lỗ và tao cũng vậy thôi tại sao để không để cái đầu óc mình cho nó thanh thản cho nó dễ có cái gì là phải chống. Tao từng nói tụi bay hoài à, tao hỏi tụi nó nước Việt Nam hình chữ gì, đủ mấy đứa nào nói ngậm câm không à, đủ nếu mà không phải là còn hình chữ S thì đủ đâu phải là còn nước nói Việt Nam, đủ mà nó không hiểu ý tao, bây giờ hai miền Nam Bắc tao nếu còn biết biển sao mà đủ không có chiến tranh nữa là tao mừng chết mẹ rồi, đủ ở còn còn cái thể chế nào cũng không cần biết biển làm sao mà đủ mai no cơm áo máu là tốt rồi, đủ bây giờ đủ cái đảng khích le, đảng mẹ gì, đảng củ chuối, đảng gì tao không cần biết. Tạc kéo cái người biết đảng gì trên đời biển sao mà đủ không còn chiến tranh nữa, không còn người chết gì vì chiến tranh nữa, không còn người đất chất người cam nữa là tốt rồi. Đúng rồi. Đảng. Không, tức là kể cả không có khủng bố nọ kia tất cả các thứ là tốt rồi. Là tốt. Nhưng vâng, những người dân sống yên bình. Ví dụ yên như vâng. Ngồi quậy phá hoài thiệt mày. Bởi ta mới nói được mà không có đảng cộng sản nào giống như đảng cộng sản Việt Nam mình quá chiêu đủ bởi vậy biết làm sao mà đủ dân tốt là được rồi, không cần biết đủ. Giờ cho chị gì đó chị qua rồi có Ara Phạm kìa lên cho nó vui. Vâng. Vâng. Bây giờ em hỏi anh một câu hỏi này nữa này. Hiện nay ấy, thì ở tức là thôi mình là những người tham gia trên cái không gian mạng này để mà chống cái bọn mà chống cộng cực đoan ở bên đấy. Thì bây giờ ví dụ như anh ở bên đó thì ví dụ anh có nhận xét gì ví dụ như cái thằng ví dụ như này, có cái thằng Tân Thái, Benny Trương, thậm chí là Jenny Trần hoặc là một số thằng mà nó lên livestream suốt ngày ở trên mạng ấy. Thì thực tế khi mà em tìm hiểu ví dụ như là đơn giản ví dụ thằng Tân Thái chẳng hạn thì nó đi làm neo mà thậm chí là nó cũng rất là nghèo, tức là nói về cái mức độ kinh tế ấy, thì nó rất là nghèo. Hay là cái thằng Võ Trung Trực chẳng hạn thì nó lại càng nghèo hơn nữa đấy. Thì theo như em biết thì ví dụ chúng nó lên livestream này thì cái vấn đề và chúng nó là chúng nó yêu đất nước Việt Nam, yêu tổ quốc Việt Nam, hay là chúng nó có sự hận thù, hay là chúng nó coi như là kiếm tiền, thì anh thử giải thích cho em cái trường hợp này nhá. Theo anh biết thì tụi nó không, vì cái trình độ kiến thức và cái trình độ mà thuộc về con người thì nó không có xứng đáng để mà làm một cái gì gọi là để mà gọi là yêu nước yêu nét. Thì đa số tụi nó chỉ kiếm tiền mà thôi, theo anh nghĩ là vậy. Là bởi vì sao? Không có trình độ về vấn đề là chính trị, nó không có, mày phải hiểu một điều này, có nghĩa là khi tập một cái đảng gì đó hay là làm thì anh có phải có uy tín, anh phải có tiếng nói trong cộng đồng, anh phải được đa số ủng hộ, và cái chức vụ và cái phong song á, cái khác là phong song có nghĩa là cái tư thế của anh, thí dụ vậy, cũng giống như ngày xưa ta làm chính trị Việt Nam theo cái thế đồ cổ thì như ông Phan Quang Đáng nè, những cái người mà đủ thuộc cái dạng như là đủ ma như ông bác ruột tao nhiều, Nguyễn Thanh Dư, đại khái là những người đó họ có một trình độ lý luận và có một cái phong song là một có cái tư thế hơn người này, hiểu không? Còn mấy thằng trai này là thuộc dạng kiếm tiền độ mà không có một cái gì gọi là để cho người ta cảm thấy kính nể cả thì làm sao mà lấy được. Ăn nói thì hàm hồ bậy bạ đa số, nhưng mà khổ nổi cái người dân Việt Nam mình đủ cái thứ gì cả tin đến mức độ hầu như tao kể tụi hoài đó, tao không coi báo mà tao không hiểu sao mà đại gia rồi còn muốn làm đại gia nữa bị nó gạt, đủ mua cục đá thiên thạch 3 tỷ, tao có đủ đúng khủng, tao nghĩ không ra luôn á. Nhưng mà theo anh nghĩ vâng, theo anh nghĩ là bọn ví dụ mấy cái thằng đấy chúng nó kiếm tiền ở những bà con hải ngoại, em công nhận những kiều bào của mình sống ở đấy, nhưng mà phần lớn là những ai là những người cho tiền chúng nó. Đó là tao không, có đó là tao không đi xong bằng, bởi sao? Tại vì tao không để ý tụi nó, nói thẳng là tao không để ý tụi nó. Yeah. Biết bao nhiêu thằng đổ má như thằng Hùng Lân á, đổ má nó thấy đổ nó cứ rủ tao đi vô trong cái web của nó hoài đó.
có bao giờ ta vô đâu, tại vì ta coi đâu có ra cái đáp ôn gì, ta vô làm cái gì, nhưng mà ta không hiểu được cái kiếm tiền thế, kiếm tiền chắc là có một cách kiếm tiền của nó, điều này hướng này go like go view, ta không hiểu kiếm tiền bằng cách gì, ta không để ý tới nó cho anh chị vì đó ta không có không ấy, nhưng mà chắc chắn là sẽ cứ có kiếm tiền, hay càng coi chuyện nào thì có gì, cũng giống như ta mới phát giác ra cái chuyện mà cái nghe nói, ta nghe nói là con hình như ở YouTube như có trả tiền không, YouTube thì là, theo nghĩ là như này cũng có nhưng mà nó ít thôi, không không nhiều và không nhiều, nhưng mà theo em hiểu như này, thực tế là ví dụ như những người mà có tuổi như bọn anh, ví dụ anh có cái nhìn về đất nước Việt Nam, mình cứ nói là anh là những kiều bào gọi là yêu nước đi, nhưng mà cũng một số những cái ông già khi ông về hưu rồi thì là ông ấy hiểu về đất nước Việt Nam và con người Việt Nam mà ông có cái sự thù hận ngày xưa rồi, thì bây giờ coi như là ví dụ tháng ông ấy, ví dụ tiền lương hưu ông cứ khoảng 6.000-7.000 chẳng hạn, thì ông cho mỗi người cho 50 đô một tháng, 100 đô một tháng chẳng hạn, mà để cho bọn kia nó xuyên tạc, nó bóp méo, nhưng mà nó lại rót tai vào những cái ông đấy, cái tức là nói thay những cái lời của ông đấy thì ông ấy cho tiền. Theo em nghĩ là như thế. Vâng, thì đúng ra thì anh không hiểu họ kiếm tiền bằng cách gì, nó thẳng là vậy, tại vì anh cũng không để ý được nó làm gì nữa, cho nên vì đó anh không quan tâm, nó thẳng mình tao là vậy, là không quan tâm ra anh không biết kiếm tiền, nhưng mà chắc chắn này là kiếm tiền, cái đầu tư đuôi câu chuyện cũng là kiếm tiền, nhưng mà cái làm kiếm tiền thì mình không biết, nó thẳng là... Nhưng mà sau này ta mới hỏi tụi nó, tụi nói thì ta có thằng đệ, ta có thằng đệ gần nhà đây nằm ở tuốt ở trên xe Kobe nè, nó nói là nó có cái tiền chứ, tại vì nếu mà làm mình YouTube là có tiền á, có nghĩa là Facebook người ta không biết, nhưng mà nó nói là nếu mà anh, nếu mà anh làm ở bên YouTube á, mà đông người coi được bao nhiêu, từ bao nhiêu người coi đó thì hàng tháng nó sẽ gửi bill về cho anh. YouTube nó gửi bill về cho anh, nghĩa là anh kiếm tiền trên YouTube. Vì đó, vì chỗ Lisa Phạm đồ không có con mẹ gì, nó ngồi đóng cái chửi nó rủa tụm lên và ra nó kiếm việc là để cho nó kiếm lấy tiền á. Chứ còn ở bên Facebook thì tao không có rành, tao không biết, mà thật đấy tao không để ý nữa, là vì tao cũng nói với mày rồi đó, tao Facebook và tao tại tức quá tao chửi cho, tao cũng đâu có biết, mà thật ký bây giờ không có biết cái Facebook mà thoát ra rồi nhập vô rồi đủ má lai chim gì đủ má rồi ngay như em nói anh cầm, ngay như Lợi Minh còn không biết lai trực tiếp, ví dụ lai trực tiếp mời người đưa xuống đưa lên rồi không biết, không biết gì. Đúng quá. Hôm trước tao có hỏi con nhỏ con gái tao rồi, nó chỉ tao rồi, chỉ xong nó mất rượu quên. Má quên mẹ luôn rồi, quên luôn rồi. Đúng. Khổ sao vậy? Thành ra nói một cách khác nhưng nữa là anh không có quan tâm với tụi nó, có nghĩa là vậy, anh chỉ theo dõi cái gì video nào. Từ xưa tới giờ chẳng phải vậy đâu, tại hồi xưa đầu tiên là mình cũng không hiểu, qua đây rồi mình biết đất nước Việt Nam mình nó lộn xộn, mấy tụi cộng sản này kia tự nhiên, thì anh theo dõi những cái bên Việt Nam thôi, đa số cũng hơn này. Còn con cháu của Việt Nam, đứa thì làm giáo viên, đứa thì làm công nhân, đứa thì làm buôn bán hàng rồi đó, thì tụi nó nói bình thường, với lại tụi nó làm ăn khấm khá, đứa giáo viên thì nó cũng vô trường nhà nước có dạy, tất cả những cái đó đều thấy không bao giờ xa. Mình chỉ gọi coi bà con mình Việt Nam, nhưng mà cái đám bên này nó khổ cái là nó biết nhưng mà nó không bao giờ nó chấp nhận sự thật. Nó không khổ đó, biết nhưng mà không bao giờ chấp nhận sự thật, thế thôi. Mà anh ghét, anh đã từng nói tụi bay, tao chỉ cần tụi bay nói thiệt thôi mà tụi bay không nói thiệt được, cái chữ thiệt đối với tao nó quá dễ, mà sao tụi bay khó vậy mới nữa, cái gì cũng đem khó. Em xin hỏi anh cầm một cái câu này, bây giờ ví dụ như các anh xem tin tức ở Việt Nam thì anh xem theo những kênh nào? Anh thì riêng cái anh thì anh vô báo chính thống anh coi, ví dụ như là VN Express nè, rồi báo Dân Trí ở Việt Nam, rồi báo Một Thế Giới ở Việt Nam, anh không có coi ở ngoài luôn. Tức là qua cái mạng internet đúng không? Qua mạng internet. Tức là xem báo thanh niên lên nhất tất cả hoặc là tuổi trẻ online hoặc là thanh niên online, tức là sẽ xem qua những vâng qua. Chứ không có coi kia, còn anh ít khi là anh coi cái bên YouTube lắm. Tại vì bên YouTube á là ai đưa cũng được và những cái tin tức toàn là xạo không à. Để tao coi nè, độ Nguyễn Tấn Dũng sắp sửa lật đổ vậy, tụm lum mà kéo quân bảy dư là tụm lum tụm lum. Ôi ruộng má thiệt, mà nghe cái tên không mà tao muốn quải rồi, ruộng mà vậy mà nó cũng đưa lên được, biết sao có, nó đưa lên biết sao có thế được. Nó để cái kênh gọi là Vote VOTE đó, ruộng mới là cái Vote, ruộng vui lắm. Rồi nói chung là cái hầm bà lặng sáng gấu mà, có nghĩa là giống như cái chợ Chòm Hổm này, ở trên YouTube là nguyên cái chợ Chòm Hổm.
và coi cái đó là phải lập thông tin chứ đâu bắt là chết chính xác đủ. Bây giờ cái đài truyền hình Việt Nam mà phát ở bên đấy thì ví dụ cho các anh xem được kênh VT4 này, còn cái đài nào nữa đúng không? Ở tiểu bang anh thì anh coi không được, tại vì muốn coi cái đó là anh bỏ apply tiền rồi gì rồi có cái cable, nhưng mà ở bên Cali thì biết nhiều, còn bên anh thì không có coi được cái đó, bên anh thì không có coi. Anh có coi thì anh có computer xíu chai vậy nhà anh, cái vô cái gì là VTV Go đúng rồi, anh cài cái app vô là anh coi thoải mái, anh coi VTV cái nào anh coi cũng được đó. Thì anh coi những cái báo rồi truyền hình chính thống ở đây có nghĩa là những nào mà từ cái tin tức của phát ngôn viên Việt Nam mình phát thanh ra thì cái điều đó mới là chính xác. Đúng còn bài tin khác là đủ má, giống như bữa nay nó đổ lên cái tin đồn rồi đủ má, ông gì đó Trần Đại Quang hả? Dạ. Ông gì? Trần Đại Quang. Bị đầu độc, phóng xạ. Đồ. Ai nói chung ai nó bây giờ này nhân sự kiện anh nói thì em mới nói là trước kia ở đây cái khoảng mấy tháng ấy, thì bác Trần Đại Quang bác bị bệnh, xong rồi bác cũng nghỉ một tháng, tức là đi chữa bệnh chưa biết gì đấy, về thì nói chung cái người bệnh mà người nó hốc hác thì nọ kia bắt đầu chúng nó cắt ghép ra, chúng nó phân tích là cái mắt nó như thế, cái mũi này, cái tai như thế này trước khi ốm, trước khi xuất hiện, bảo ông là người coi như là gián điệp của Hoa Nam cài vào. Ở đây là người chuyên gia xạo mà chuyên gia xạo. Nói sao? Rồi là ông chúng nó xạo này, ông coi như trưởng ban tuyên giáo trung ương ông Võ Văn Thưởng này cũng không có mặt trên báo chí được mấy thời gian, nó bảo ông bị thủ tiêu rồi, hoặc coi như là đại tướng Trần Quang Thanh này. Vâng, ta mới nói về cái điều là đã coi tin tức trên YouTube là phải lựa lọc, nhưng mà đa số thường người Việt mà nếu cứ lựa lọc về cái nào mà cái tiết nào đập vô bắt người ta càng gây cấn cái nào thì là tò mò ta coi cho đó. Thật ra nó đạt nó đu tùm lum cả đã. Nó thiệt mẹ, tao không có coi mấy chữ đâu, tao già là tao đủ biết lựa lọc chứ gì đó. Cho nên cái bọn ở bên này đó có nghĩa là làm YouTube á, là nó cắt nó ghép nó làm đủ trò trên trời đủ. Cho nên nó riết cũng mệt. Thì tao chỉ nói một cái đám trẻ Việt Nam mình này phải lựa lọc thông tin mà đọc, chứ không phải kiểu cái gì cũng đọc, mà nhất là nó đọc trên YouTube nữa rất là bậy bạ. Thì tao bây giờ này em cũng vâng cũng như anh ấy, tức là mong những cái bạn trẻ bạn đọc, ví dụ cái bạn đọc tất cả các loại báo cũng được, báo ở trên YouTube tức bạn xem trên YouTube cũng được, nhưng khi bạn xem thì bạn phải có cái đầu bạn phân tích đúng không, chứ bây giờ ví dụ như bạn cứ xem mà bạn nhắm mắt bừa đi rồi mà bạn cứ tin là cái điều đó được, bạn phải có cái đầu phân tích, đó mới là cái người gọi là biết đọc tin tức và những người thông minh. Vâng, đúng rồi. Có nhiều chuyện rất ư là vô lý mà nó cứ đem lên rồi mà có người tập cũng mà ngộ lắm, người Việt Nam mình nó kỳ đó, biết cái chuyện nó xạo vậy mà ở dưới cũng ghi vô tôi ủng hộ này kia, trời ơi ok nó buồn quá luôn, vô đồ anh hay nó hay, anh nó hay đồ, nó ngộ lắm, người Việt Nam mình nó kỳ cục như vậy đó. Vâng, cái thực tế là em nói với anh cầm tất cả các bạn ở trên cái mạng xã hội này này, tức là nhiều khi ấy, ví dụ trên mạng xã hội này bạn có khả tin người này tin người khác, nhưng bạn đừng thần tượng một ai, kể cả bản thân tôi và một số người, bạn đừng thần tượng mà sau đó coi như bạn cứ thấy người ta nói gì bạn theo người đó. Bạn muốn nghe một cái gì bạn phải có cái đầu phân tích, phải có cái đầu, vâng, phải có đầu phân tích, kể cả bạn xem tin tức đấy bạn phải có cái đầu các bạn phân tích, chứ còn không thì bạn cứ nghe nó bảo bây giờ ông Bằng ông ấy thần tượng ông Bằng hoặc thần tượng ông A ông B, sau đó cái gì ông Bằng sai cái là các bạn cứ lao theo cái ông ấy, cái vấn đề là không được, ông phải có cái đầu phân tích. Đoạn đó lên YouTube á, đồ mà dùng đập ra hai có một cái tiết bự thật là bự như chữ màu vàng, có biến đủ mà nó thiệt đủ má phải luôn á, đủ má hết chuyện. Thì những cái chuyện như bên này thì tao cũng đã nói hết rồi, các ở người già lớn tuổi người ta bên này là thấy rõ ràng, tôi đem cho tôi bị coi có nghĩa là ở thì sinh hoạt của tao thì nó một cách khác gì nữa, có nhiều người ở Việt Nam ao ước những cái chuyện mà như tao vậy, nó thẳng vậy cuộc sống vậy, nhưng mà thực tất bên này rất là buồn, chữ buồn ở đây đúng mày không? Cái bây giờ này tao nói thằng cái con